Chào các bạn, hôm nay thì Nhung sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng gieo nhện mic với lại cách ẩn xích nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ẩn xích chắc nhất. Ở đây thì mình đã sơn một lớp nền rồi này. Tiếp theo đấy là cho đi hơ nhỉ. Cho đi hơ xong thì mình sẽ sử dụng gieo nhện. Gieo nhện ở đây thì sẽ dùng của hãng Vinimay nhé. Một cái hãng gieo nhện, nếu mà để mà nói về cái độ mà, thứ nhất là nó nét này, cái mực đen ấy nhìn rõ nhất này. Nếu để mà nói độ nét này với cái sợi dây nhện ấy, tức là khi mà mình làm gieo nhện này nó sẽ có những cái sợi tơ, nó rất là tơ, và sợi nào càng dai này, màu nó càng nét này, thì chứng tỏ là cái hạng này rất là tốt. Thì các bạn nhìn theo mình nhé, thì mọi người sẽ làm như thế này. Gieo nhện là nó như một cái dạng là gieo vẽ, nhưng mà nó khác với nhau ở một chút, đó chính là cái phần gieo nhện này nó sẽ có những cái sợi tơ đi với nhau và càng kéo thì nó càng dai. Mình sẽ làm những cái hình bất kỳ nhá, và mình sẽ kéo, nói chung là nó sẽ không thành cố định thành những cái hình nào cả. Bình thường là các bạn sẽ để nền trống này, rồi mọi người sẽ làm xích lên thì nó sẽ không được đẹp bằng là mọi người làm như mình này. Cái sợi dây nhện này mình sẽ test cho các bạn xem này, cái sợi tơ nhện các bạn sẽ làm như này, cho đi hơ nhá. Sau khi hơ xong rồi thì bây giờ mình sẽ đính xích này. Để mà đính xích chắc nhất ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo các bạn dùng gieo giúp mình. Khi mà dùng gieo như vậy rồi thì nó sẽ cố định được cái phần chân xích. Bình thường nếu mà dùng keo ấy thì phải người nào cực kỳ khéo và cực kỳ nhanh. Thứ nhất, keo nó làm đơ xích, và mình phải làm trước khi keo nó khô cơ. Còn gieo này thì các bạn có thể chỉnh thoải mái. Khi mà dùng gieo như này thì các bạn sẽ uốn được xích theo dạng nhiều dạng và nhiều lần. Khi mà ví dụ đây là móng chân chẳng hạn thì các bạn nên uốn xích thành 2 vòng, hoặc là móng tay thì nên uốn thành 2 vòng nhá. Bởi vì là uốn càng nhiều vòng như thế thì nhìn nó, thứ nhất là nó dày dặn này, và cái thứ hai là nhìn nó sẽ có tạo được điểm nhấn. Nếu mà tạo một cái đường xích không ấy, nhìn thì nó sẽ rất là trống trải. Sau khi làm xong cái này rồi thì các bạn sẽ chỉnh lại, cắt cái phần xích thừa đi nếu mà cần thiết. Còn nếu mà không, các bạn có thể để như thế này, tùy. Nói chung là mỗi người cần ấy, như mình sẽ cắt nha. Cắt ở đây thì mình sẽ sử dụng kìm cắt đá. Thường thì nó sẽ có một loại kìm chuyên dụng để phá đá, hoặc là phá những cái dạng xích như thế này này. Cắt riêng ra. Rồi, đẩy hết lên này. Khi nào các bạn cảm thấy ok hết thì sẽ cho vào máy hơ. Bởi vì sao? Bởi vì đây nó là dạng gieo, nó không thể khô được trong điều kiện bình thường ấy. Nên là cứ chỉnh thoải mái, rồi là sẽ đính theo cái cách mọi người muốn nha. Rồi sẽ cho vào đi hơ này. Sau khi hơ xong khoảng tầm 60 giây ấy, thì mình sẽ được một cái mặt phẳng như thế này. Và rồi này, tiếp theo đấy này, đây là bước quan trọng nhất này. Mình sẽ chèn gieo lên trên bề mặt xích. Nhiều người ta không thích cách này, nhưng mà cách này rất là ok nha. Chèn nhiều lên một chút ạ, thì cái phần xích này này nó sẽ bị ẩn ở bên trong và nó rất là bền. Nhiều người ta ẩn xích rất là dễ bong, là nó bị xỉn màu này, rồi là nó vướng nữa. Nhưng mà ẩn như thế này nhá, đảm bảo thứ nhất không vướng, thứ hai là rất là bền, và thứ ba là nhìn nó không bị gồ lên ấy. Hợp thẩm mỹ và ai cũng có thể làm được. Sau khi mà làm xong như thế này rồi nhá, thì các bạn sẽ cho vào máy hơ giúp mình này. Sau khi mà hơ xong, bây giờ các bạn sẽ lau đi và sơn tốp, hoặc là đính thêm 2 viên đá vào 2 cái đầu xích này này. Hoặc là các bạn có thể tạo là hiệu ứng thành hình con gấu cũng được, tùy. Bây giờ sơn tốp xong là cho đi hơ nữa, là mình hoàn thành ngón xích này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của X hơn nha. Mọi người nếu mà thấy video này hay thì hãy ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình cho những video tiếp theo nhé.